Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về xung đột tại Ukraine ngày hôm nay, chúng ta cũng đã thấy về cái hồi kết của Ukraine. Trong cái bài phát biểu trả lời phỏng vấn với báo chí cùng với người dân trong chương trình họp trực tuyến toàn dân của Nga vào ngày 14 tháng 12 vừa qua đấy. Trong đó, Tổng thống Putin có đề cập tới đất đai vùng khu vực Đông Nam của Ukraine. Thì Tổng thống Putin có nói về Odessa là một thành phố của Nga và tất cả mọi người đều biết điều đó về lịch sử. Và hầu hết nhân dân ở khu vực Đông Nam của Ukraine thì đều theo chiều hướng là thân Nga. Với lời tuyên bố của Tổng thống Putin trước đó, nói về dân tộc Nga-Ukraine về bản chất là cùng một nguồn cội. Và xung đột Nga-Ukraine là cuộc nội chiến. Tổng hợp tất cả những điều này cùng với lại mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa. Phương Tây tập thể thì ngày càng lún sâu, xa lầy ở trong xung đột. Họ cũng không thể tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine và có những kế hoạch để giúp Ukraine duy trì được xung đột nữa. Qua tất cả những gì chúng ta đang thấy diễn biến ở tại Đông Âu và các vấn đề giữa Nga và một phương Tây tập thể, thì con đường cuối cùng của Ukraine phần nào đó nó cũng đang được mở ra, là không còn tồn tại nhà nước Ukraine trên bàn cờ quân sự thế giới nữa. Khi mà phương Tây chậm trễ trên con đường thúc đẩy chính quyền Kiev bước vào đàm phán, thì Nga sẽ sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu của mình là thống nhất dân tộc. Thông qua tất cả những điều mà bản thân quan chức Liên bang Nga đã nói, Tổng thống Putin đã nói, cùng với những gì mà phương Tây tập thể đang chậm trễ trên con đường hỗ trợ Ukraine, nó sẽ được kịch bản cuối cùng là thống nhất dân tộc. Về câu chuyện Odessa thì chúng ta cũng thấy sau khi mà thỏa thuận hành lang ngũ cốc trên Biển Đen bị chấm dứt thì nó đã trở thành cái tâm trấn ở khu vực Đông Nam để Nga thực hiện các đòn tấn công vào các cơ sở ngũ cốc, vào các cảng xuất nhập khẩu ngũ cốc, rồi thì vào những cơ sở hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine, những sở chỉ huy rồi những trung tâm có đồn trú lính đánh thuê của nước ngoài và các quan chức, các chuyên gia ở nước ngoài có mặt ở tại khu vực Odessa cũng bị Nga tấn công đó là thường xuyên. Bên cạnh đấy thì các chuyên gia về địa chính trị ở châu Âu cũng đánh giá về tương lai thì Nga sẽ giải phóng thêm 5 vùng lãnh thổ rộng lớn kéo dài từ Kharkov cho đến Odessa đấy. Vậy thì mọi thông điệp nó đang hướng tới một cái vấn đề là thống nhất dân tộc. Nga sẽ giải phóng toàn bộ Ukraine. Và ngày hôm nay Tổng thống Putin cũng chia sẻ rằng âm mưu phá vỡ sự hòa hợp sắc tộc và tôn giáo là tội ác chống lại nước Nga. Điều này đang ám chỉ tới chính quyền Ukraine hiện tại và một phương Tây tập thể với một cái âm mưu là phá bỏ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như vấn đề sắc tộc, tôn giáo của Nga. Những âm mưu phá hoại sự hòa hợp giữa các sắc tộc, tôn giáo, dân sự là sự phản bội và tội ác chống lại nước Nga, Tổng thống Nga Putin nói. Tôi sẽ nhấn mạnh một lần nữa rằng những nỗ lực phá vỡ sự hòa hợp sắc tộc, tôn giáo, dân sự là sự phản bội và tội ác chống lại nước Nga, ông Putin nói trong một đại hội toàn quốc của Đảng Chính trị nước Nga Thống nhất. Ngày nay này, mọi người đều có trách nhiệm to lớn, không hề phóng đại để chúng ta đang phải đối mặt với những nhiệm vụ lịch sử. Quy mô của chúng đòi hỏi sự chung sức, đoàn kết của tất cả các lực lượng đó yêu nước, Tổng thống Putin nói. Tổng thống Putin cho biết là Nga sẽ là cường quốc có chủ quyền, tự cung tự cấp hoặc là hoàn toàn không còn tồn tại. Chúng ta phải ghi nhớ về điều này. Chúng ta phải nhớ là không bao giờ quên và dạy cho con cháu mình rằng nước Nga sẽ là một cường quốc có chủ quyền, tự chủ hoặc là sẽ không còn tồn tại, Tổng thống Putin nói. Ông Putin lưu ý rằng đây là điều rất quan trọng, cần phải luôn luôn để trong đầu và trong trái tim. Theo Tổng thống thì chính bản thân nước Nga sẽ quyết định và tạo ra tương lai của chính mình. Đây là một thông điệp gửi tới toàn bộ nhân dân Nga hiện tại và trong tương lai, vấn đề giáo dục, lòng yêu nước và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình. Trên thế giới thì không một quốc gia nào giàu tài nguyên thiên nhiên hoặc đất đai rộng lớn giống Liên bang Nga. Trong khi đó, đất đai của Liên bang Nga vẫn tiếp tục được mở rộng về khu vực Bắc Cực. Và Mỹ đang tìm mọi cách để cạnh tranh với Nga ở khu vực Bắc Cực. Nhưng lợi thế của Nga nó lớn hơn rất nhiều so với Mỹ. Mỹ vẫn dựa vào các quốc gia ở khu vực Bắc Âu để cạnh tranh với Liên bang Nga. Nhưng có lẽ bản thân Hoa Kỳ có thể tiếp cận tới Bắc Cực thì lúc đó Nga đã cắm mốc và tuyên bố chủ quyền rồi.
và tuyên bố chủ quyền. Lúc đó thế giới phương Tây không thể thay đổi được cục diện về thực tế lãnh thổ của Nga nữa. Còn Tổng thống Cộng hòa Serbia nói rằng là Mỹ đang làm mọi cách để châu Âu xa lánh Nga. Đây chính là chiến lược lâu dài của Hoa Kỳ, nhưng rõ ràng nó sẽ là một kịch bản khó khăn không dễ. Vì Hoa Kỳ có thể thao túng được về mặt lãnh đạo, nhưng không thể lôi kéo được toàn bộ nhân dân châu Âu, bài trừ Nga được. Vì toàn bộ châu Âu ngày hôm nay có thịnh vượng, an ninh ổn định hay không, hòa bình lâu dài hay không, nó phụ thuộc rất lớn vào bàn tay sắt bọc nhung của Nga và dựa vào rất nhiều về nguồn nguyên liệu thô đến từ Liên bang Nga. Và sông núi của Nga liền một dải với lại châu Âu, thì không có lý do gì mà bản thân Mỹ có thể lôi kéo châu Âu sang lánh Nga được, mặc dù bây giờ đang rất nỗ lực để làm điều đó. Hoa Kỳ đang làm mọi cách để tách châu Âu khỏi Nga này. Một liên minh như vậy sẽ gây nguy hiểm cho Washington. Tổng thống Cộng hòa chia sẻ điều này. Lịch sử cho thấy có những thời kỳ Nga và thế giới chính thống giáo sống hòa hợp với lại châu Âu này. Ngày nay phương Tây đại diện là Hoa Kỳ đang làm mọi cách có thể để tách châu Âu khỏi Nga. Một liên minh có thể xảy ra sẽ rất nguy hiểm cho họ, cho Hoa Kỳ, để châu Âu với công nghệ kiến thức của họ và Nga tức là phương Đông với các nguồn tài nguyên của họ sẽ gây nguy hiểm cho Hoa Kỳ. Điều này không có lợi cho Mỹ về hiện tại cũng như là lâu dài. Liên minh châu Âu ngày nay ngày càng chịu nhiều sự kiểm soát của Mỹ và chỉ tuân theo mệnh lệnh của phương Tây, mà vấn đề chính hiện nay đối với phương Tây là nguồn tài nguyên của phương Đông. Nếu như châu Âu tách rời khỏi Liên bang Nga, nó sẽ là thảm họa cho chính châu Âu và Hoa Kỳ. Phương Tây phải tiến sang phương Đông để tồn tại do thiếu tài nguyên. Ở châu Âu không có dầu mỏ, khí đốt, không có gì ngoài sự thống trị của Mỹ những năm 90 của thế kỷ 20. Châu Âu là một thực lực phát triển, nhưng hiện nay quá trình đã đi theo hướng ngược lại. Họ không có những nhà lãnh đạo xuất chúng nữa. Mọi thứ đang nằm trong sự kìm hãm của nước Mỹ. Ông cho rằng EU đang trong quá trình tan rã hủy diệt và sự thống trị của Mỹ dẫn đến việc Liên minh châu Âu mất đi chủ quyền. Đây không phải là khối có ý định tiêu diệt EU. Các thành viên của BRICS thậm chí còn quan tâm đến sự tồn tại của EU và quan hệ đối tác tiềm năng. Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng xung đột ở Ukraine là hậu quả của những ham muốn mang tính đế quốc của phương Tây được biết đến từ lâu ấy. Ông lưu ý đến thực tế là biên giới Ukraine được hình thành trong thời Cộng sản bằng cách gộp nhiều vùng lãnh thổ khác nhau trên cơ sở các quyết định thuần túy mang tính chính trị, không tính đến tình cảm nguyện vọng của người dân và biên giới và sắc tộc. Theo tôi thì sẽ là hợp lý nếu người dân một lúc nào đó có cơ hội quay trở lại. Vì vậy, đây là một cuộc xung đột quan trọng mà đáng tiếc đang làm con người ta bị thiệt mạng. Nhưng mặt khác, đây là một cuộc xung đột có thể giải quyết được vấn đề đã nảy sinh trước đó. Tôi tin tưởng ở Nga sẽ giành được chiến thắng, sẽ thắng lợi quan trọng có tính quyết định và chiến lược này. Con đường cuối cùng là quay trở về với dân tộc, quay trở về nguồn cội của Ukraine đấy. Ông nhắc đến tầm quan trọng của các thỏa thuận Minsk trong việc giải quyết xung đột Donbass và vai trò của Tổng thống Lukashenko trong vấn đề đó là đàm phán. Nhưng chính phương Tây tập thể lại sử dụng thỏa thuận Minsk làm công cụ để câu giờ và xây dựng Ukraine trở thành một pháo đài chống Nga một cách đó là toàn diện. Bất chấp việc phương Tây hai mặt đã lừa dối các bên ký kết thỏa thuận này, những nỗ lực của Lukashenko là bằng chứng cho thấy mong muốn đảm bảo hòa bình của ông ấy. Mục tiêu chính phải là hòa bình chứ không phải là những yêu sách lãnh thổ nào đó. Có rất nhiều ví dụ về việc các thỏa thuận do phương Tây ký kết không được tôn trọng này, không được chính phương Tây thực hiện. Tôi hy vọng Nga sẽ không ngây thơ và sẽ không dừng chiến dịch đặc biệt. Tôi hy vọng rằng họ sẽ làm mọi việc theo dự kiến và đưa công việc đạt đến kết quả của mình. Đề cập đến Ukraine, ông nói thêm rằng là những nỗ lực gìn giữ hòa bình của Lukashenko là những nỗ lực duy nhất có thể cứu nước này khỏi bị hủy diệt. Đồng thời, ông chỉ trích khả năng Ukraine trở thành thành viên EU. Giả thích rằng châu Âu đang thỏa thuận với Ukraine mà không hiểu nước ấy sẽ như thế nào khi xung đột đó là kết thúc. Câu chuyện để trở thành thành viên của EU hay là NATO, nó chỉ là một cái quân bài mang tính chất là củ cà rốt để mồi nhử cho Ukraine.
Mục tiêu là lên tinh thần dây cót cho binh sĩ của Ukraine chiến đấu với Nga, chứ không phải là con đường thực sự giúp cho Ukraine trở thành thành viên EU được. Ở phương Tây cũng cảnh báo Ukraine đang cố lao vào một cuộc chiến mới, một cuộc chiến chết chóc và không có hồi kết tốt đẹp dành cho chính quyền ông Zelensky. Nỗ lực của chính trị gia Ukraine định can thiệp vào công việc nội bộ của phương Tây sẽ làm sự ủng hộ dành cho Kiev giảm sút. Chính trị gia của Ba Lan cho biết trong một cuộc phỏng vấn với lại báo chí: chúng ta này, cả Ba Lan và Ukraine đang ở trong tình thế mà chúng ta phải trông đợi ở các tổng thống Mỹ rằng chúng ta là bạn của họ, bất kể họ là ai, họ thuộc Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa, và chúng ta không nên sọc vào, không nên can thiệp vào cuộc chiến này, bởi vì đối với họ, cuộc xung đột của họ quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ mối quan hệ nào với Ba Lan, Ukraine hay bất kỳ quốc gia nào khác. Theo ông thì Ukraine đang cố gắng xâm nhập vào cuộc chiến giữa các đảng phái cầm quyền và liên minh độc lập. Những hành động này của Kiev có thể khiến mức độ hỗ trợ của Ba Lan giảm sút đáng kể, cũng như là các thành viên của phương Tây đang không còn mặn mà trên con đường hỗ trợ cho Ukraine, bởi chính quyền Ukraine đang thể hiện sự vô ơn của mình, ăn cháo đá bát. Ông nói thêm rằng là nếu lên nắm quyền ở Kiev là các lực lượng không tập trung vào chiến thắng thì Ukraine sẽ phải đối mặt với việc mất lãnh thổ. Theo chính trị gia này thì Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vào chuyện này trừ khi coi những vùng đất đó là then chốt đối với chính sách của mình. Gần đây quan hệ của Ba Lan và Ukraine trở lên phức tạp hơn đáng kể do lệnh cấm vận ngũ cốc của Ukraine vào ngày 15 tháng 9. Ủy ban của châu Âu quyết định là không ra các quy định hạn chế nhập khẩu 4 loại nông sản Ukraine vào một số quốc gia EU có chung biên giới với nước này, nhưng buộc Kiev phải đưa ra các biện pháp kiểm soát, đó là xuất khẩu. Sau đó thì Ba Lan cũng như là chính quyền Slovakia, Hungary đã tuyên bố đơn phương gia hạn lệnh cấm xuất khẩu, đó là nhập khẩu của Ukraine một cách đó đơn phương. Những gì mà Ukraine đang cố gắng hành động đang khiến cho phương Tây tập thể ngày càng thấy mệt mỏi hơn, khi mà cuộc chiến trên chiến trường đã không có bất kỳ một thay đổi nào và tiêu tốn hàng trăm tỷ đô la của phương Tây, nhưng lại không đạt được mục tiêu và tiêu chí của phương Tây là làm suy yếu lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Sau hơn một năm diễn ra xung đột, chính nền kinh tế của Nga lại thúc đẩy phát triển mạnh mẽ còn tốt hơn cả trước khi mà bản thân xung đột nổ ra, trước khi phương Tây tập thể áp đặt các lệnh trừng phạt. Tiềm lực quốc phòng an ninh xã hội của Nga vẫn đang rất tốt, tín nhiệm của Tổng thống Putin vẫn tăng, nhân dân Nga vẫn đoàn kết và ủng hộ cho Tổng thống Putin tái tranh cử vào năm 2024. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là kết thúc năm 2023 và bước sang năm 2024, một trong năm then chốt trong đường đua bầu cử của châu Âu, Ukraine, của Nga và của Mỹ, đặc biệt là Nga và Mỹ. Còn về mặt Hoa Kỳ ở trên bàn cờ quân sự giới vẫn đang thể hiện là anh cả trên toàn cầu, là cảnh sát của thế giới, nhưng hành động thực tế thì không còn điều đó nữa. Hoa Kỳ đang thể hiện mình là quyền bá chủ thôi, chứ còn về hành động là không được nữa. Nếu như còn quyền bá chủ thì Ả Rập Saudi đã chẳng đứng về phía Nga để giảm sản lượng dầu thô và không nghe mệnh lệnh của Mỹ là tăng sản lượng. Người ta cũng nói về tương lai xung đột Nga-Ukraine cho năm 2024. Chiến sự Nga-Ukraine được cho là sẽ tiếp diễn căng thẳng trong năm tới, nhưng áp lực với Kiev sẽ lớn hơn khi động lực ủng hộ của phương Tây đang lung lay và giãn dần. Khi xung đột chuẩn bị bước sang năm thứ hai, hàng nghìn dân thường Ukraine đã thiệt mạng, nhiều thành phố và làng mạc bị phá hủy, gần 1/4 dân số nước này vẫn chưa thể trở về nhà. Nga được cho là đã cũng phải chịu thiệt hại không hề nhỏ về mặt nhân mạng và đã chi tiêu hàng chục tỷ USD cho trang thiết bị quốc phòng để phục vụ đó là cuộc chiến. Tổng thống Putin trong cuộc họp báo cuối năm tuần trước xác nhận Nga đã triển khai 617.000 quân tham chiến ở tại Ukraine, trong đó có 300.000 người được huy động theo lệnh động viên một phần cuối năm ngoái. Khoảng 244.000 binh sĩ đang đóng quân tại các vùng lãnh thổ Ukraine do lực lượng Nga kiểm soát. Tình báo của Mỹ ước tính có hơn 300.000 lính của Nga đã thiệt mạng hoặc là bị thương trong cuộc chiến. Bất chấp những tổn thất lớn, Nga chưa có dấu hiệu muốn chấm dứt đó là chiến dịch tại Ukraine. Ông Putin tuyên bố là hòa bình ở Ukraine chỉ đến khi mà Nga đạt được mục tiêu của mình là phi vật chất hóa, phi quân sự hóa và đảm bảo tình trạng
trung lập của Ukraine điều kiện kiên quyết. Nó phải như vậy. Và Kiev thì lại không đồng ý. Giới quan sát cho rằng là phát biểu này của ông Putin báo hiệu Nga và Ukraine sẽ tiếp tục cuộc chiến khốc liệt, có thể kéo dài qua cả năm 2024. Ukraine từng kỳ vọng sẽ kết thúc cuộc chiến vào cuối năm 2023 bằng chiến dịch phản công quy mô lớn, nhưng kết quả hơn 6 tháng phản công đã hoàn toàn thất bại. Chiến dịch phản công đã bước vào giai đoạn bế tắc và phương Tây cũng chậm trễ trên con đường đó là viện trợ. Đây là những gì cho thấy là một cuộc chiến sẽ kéo dài trong năm 2024, nhưng bất lợi cho Ukraine và áp lực rất lớn cho Ukraine, cũng như là cho sự hỗ trợ của Mỹ và Âu. Trong khi đó, chỉ huy của Ukraine tại Aduka kể về đoàn tập kích UAV của Nga. Aduka ngày hôm nay, Nga đang bao vây hầu hết đó là các hướng, tạo ra thế gọng kìm và tổn thất lực lượng vũ trang Ukraine là vô cùng lớn ở đây đấy. Và Ukraine vẫn còn một cửa ngõ ở phía Tây để chi viện hoặc là tháo chạy. Binh sĩ Ukraine ở phòng thủ Aduka, thành phố được mệnh danh là Bakhmut thứ hai, bị Nga tập kích UAV dồn dập với tần suất 82 phút một lần. Ram này, đại đội trưởng thuộc lữ đoàn cơ giới số 53 Ukraine, trong cuộc phỏng vấn với được công bố cho biết là lực lượng của Nga trong 48 giờ qua dùng 35 máy bay không người lái UAV chứa đầy đó là thuốc nổ tấn công vị trí đơn vị này và đang bảo vệ ở tại Aduka. Mỗi chiếc UAV nặng khoảng 1 kg, mang theo 0,5 kg chất nổ, lao vào mục tiêu với tần suất là 82 phút một lần. Giờ là cuộc chiến của UAV này. Phóng viên Utusov nhận định đúng vậy này. Đại đội trưởng Ram nói về này. Lữ đoàn số 53 Ukraine được điều tới Aduka từ mùa xuân này, giữ phòng tuyến từ đầu tháng 10 khi quân đội Nga tập trung xe tăng và thiết giáp cho các đợt tấn công vào khu vực. Và Aduka đang được coi là địa ngục trần gian Bakhmut thứ hai để tiêu hao sinh lực của đối phương. Quân đội Liên bang Nga ngày hôm nay khó khăn trên cái mặt trận Aduka, Zaria, Kherson cũng như là ở tại Kharkov đấy. Đại trưởng Ram cho biết là lữ đoàn 53 Ukraine đang chật vật tìm cách thích nghi với cuộc chiến UAV. Tiểu đoàn của Ram ấy có một nhóm tác chiến UAV chuyên dụng, song đại đội của ông không có này, một tình nguyện viên dân sự từng hỗ trợ đại đội của Ram, song đã rời mặt trận để lấp khoảng trống trong năng lực tác chiến trên không. Đại đội của Ram xin cấp một UAV dân sự phục vụ giám sát và đã nhận được phương tiện này. Chiếc UAV giúp đại đội này theo dõi các phương tiện tấn công tiềm tàng của Nga. Nhưng mọi thứ của Nga đang áp đảo hơn về số lượng cũng như là về chất lượng. Trong tất cả các mặt đó là hỏa lực, càng khiến cho lực lượng vũ trang của Ukraine gặp nhiều khó khăn hơn và khó khăn cho cả công tác hậu cần và viện trợ đến từ phương Tây. Còn tướng về Ukraine liệt kê về những ưu điểm của quân đội Nga. Cựu phó thư ký Hội đồng An ninh Kiev cho biết các lực lượng của Moscow được huấn luyện bài bản và có động lực tốt hơn rất nhiều. Quân đội Nga được huấn luyện bài bản tại các căn cứ phía sau trước khi được đưa ra tiền tuyến và quân đội nước này đang dần mở rộng khả năng của mình. Tướng về hưu người Ukraine chia sẻ. Ông nói thêm rằng là các quân nhân cũng có động lực tốt hơn và tinh thần chiến đấu cao hơn. Vị tướng người trước đây giữ chức phó thư ký hội đồng đảm bảo đã đưa ra nhận xét này khi nói chuyện với kênh truyền hình của Ukraine. Trước đây thuộc sở hữu của Tổng thống Ukraine. Họ là người Nga này, ở hậu phương sâu ngay cả trên lãnh thổ của Nga, đã tích cực tổ chức huấn luyện và thành lập các đơn vị mới được huấn luyện tốt, huấn luyện chất lượng cao, tạo cơ hội cho họ. Vị tướng này lưu ý. Đây là một lợi thế của Liên bang Nga mà Ukraine không có. Ukraine hoàn toàn không có cái lợi thế này, khiến cho các cuộc chiến của Ukraine trên chiến trường gặp nhiều khó khăn hơn. Sau hơn một năm, người ta lại càng thấy mọi nỗ lực và cố gắng của phương Tây nhằm cô lập Nga và gây khó khăn cho Nga càng khó khăn. Trong khi đó, Mỹ thì đang phải chú tâm hỗ trợ cho vấn đề giải Gaza. Hoa Kỳ ngày hôm nay không phải là thế lực thực sự đáng gờm đối với Nga. Nó không còn là một thế lực đáng gờm đối với Nga nói riêng và thế giới nói chung nữa. Những hành động của Mỹ cùng châu Âu ngày hôm nay cũng chỉ là hành động, người ta gọi là phóng lao theo lao thôi.
Còn những kế hoạch để hỗ trợ cho Ukraine nó quá mờ mịt. Thực trạng Ukraine ngày hôm nay là thiếu người, thiếu khả năng chiến đấu, thiếu đạn dược và khí tài. Nhưng Ukraine sẽ hết người trước khi hết đạn dược là một thực tế trên chiến trường ngày hôm nay. Còn những báo cáo của Ukraine bây giờ ấy, nó hoàn toàn sai với sự thật ngoài chiến trường. Như các binh sĩ ở ngoài chiến trường đã nói, nó hoàn toàn không đúng. Họ hoàn toàn bất lực khi bước vào các trận đánh với lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Thất bại của Ukraine là thất bại của Mỹ và NATO, thất bại của chính Mỹ và NATO. Nhưng Hoa Kỳ không muốn từ bỏ quân bài Ukraine được. Nhưng không từ bỏ thì cũng không được, bởi Nga là một siêu cường hạt nhân, không dễ gì để mà đối đầu trực tiếp. Hoa Kỳ cũng đang lo sợ cuộc bầu cử năm 2024, khi mà cựu Tổng thống Donald Trump có thể tái đắc cử, sẽ trở thành tái đắc cử. Khi mà tái đắc cử, nguy cơ NATO sẽ sụp đổ, EU cũng sẽ tan rã, và Ukraine không có cơ hội để thành lập lên, để duy trì trạng thái của một nhà nước nữa. Cho nên phương Tây ngày hôm nay trong cái kế hoạch muốn cô lập Nga, muốn khiến Nga thất bại, nó đã không có sự, tức là không có được cái kế hoạch để tạo ra cái sự thành công cho mình. Mà người ta đang thấy tạo ra cái bàn đạp thuận lợi cho Nga để đứng vững trên vũ đài quốc tế. Và thế giới đơn cực sẽ sụp đổ, thế giới đa cực sẽ mở ra thôi. Không thể khác được. Sự cạnh tranh quyền lực của Hoa Kỳ là dùng vũ lực, trong khi thế giới thì muốn hợp tác công bằng về vấn đề phát triển kinh tế vì quyền lợi và lợi ích của cả hai dân tộc. Thì bản thân Mỹ lại chỉ vì quyền lợi và lợi ích của riêng mình để bảo vệ giới tư bản thôi. Sau hơn một năm diễn ra xung đột và nguồn viện trợ hơn 100 tỷ đô la của Mỹ dành cho Ukraine đấy, thì trong vòng hơn một năm qua, trong năm nay thôi, không phải hơn năm, trong một năm nay 2023 ở tại Hoa Kỳ, số lượng người vô gia cư tăng kỷ lục. Riêng cho năm 2023 này, số lượng người vô gia cư ở tại Mỹ tăng lên tới 70.000 người, hơn 70.000 người. Riêng trong năm nay, đó là con số vô gia cư đấy, vì chi tiêu quá đắt đỏ, lạm phát quá căng thẳng. Và tình trạng thực trạng này của Mỹ sẽ còn tiếp diễn. Ở tại Đức cũng đang diễn ra tình trạng như thế. Đó là nạn đói đang tăng lên. Nói một quốc gia như Đức mà đói thì không ai tin, nhưng nó lại là sự thực đang diễn ra tại đất nước Đức ngày hôm nay. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.